Và xin chào bác cho anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay em có một mẫu mic rất hot cho bác anh em rồi. Mẫu mic có tích hợp chống ú. Các bác không nghe nhầm đâu nha. Mic không dây tích hợp chống ú, để cho các bác anh em thể kết nối với những em trực tiếp em âm đi hát trong giảm thành karaoke gia đình mà không sợ bị hú rít. Ở đây thì em đang nắp với một em vang nha. Nhưng tất nhiên vang thì nó có chức năng tắt mở chống ú đúng không ạ? Đây các bác có thể nhìn nha. Đấy, đây là on nha, off nha. Chúng ta sẽ tắt cái chống hú đi và chỉ lấy tín hiệu mic thôi. Đưa trực tiếp ra với em đẩy vào loa và loa ngay ở cạnh nhá. Đầu tiên thì là em sẽ thử cho bác anh em đây cái mic này. Em sẽ thử trước khi mà chưa bật chống hú cho nhỏ nhỏ nhá, không nó rít nền thì rất là đáng sợ. Lên. Đó, các bác nghe đúng không ạ? Đang thử vừa nhích một chút thôi. Đây các bác nhìn nhá. Em để em tăng thêm âm lượng nhá. Đây chúng ta sẽ bật chống hú đây. Bật nền. Đấy. Tăng thêm âm lượng luôn. Và ngay ngồi ngay trước. Alo 1 2 3 4 5 6 5 6 7. Alo. À, các bác thấy không ạ? Ngay chỉ cần một nút nhấn thôi. Các bác anh em thể bật ngay chức năng chống hú lên rồi. Rất tiện lợi đúng không ạ? Và đây em mic mà em đang thử cho bác anh em có tích hợp chống hú là một em mic đến từ thương hiệu của Lưu Sao, Lưu Sao Mi 3 Pro các bác nhé. Có tự ngắt đầy đủ 4 sóng, 4 dâu này. Sóng rất là khỏe để cho bác anh em có thể làm sâu sự kiện luôn. Các bác có thể anh em có thể tùy chỉnh tắt bật chống hú lên để chúng ta có thể là hỗ trợ thêm những em vang này, hoặc là hỗ trợ thêm những em âm ly để hát karaoke mà không sợ bị rú rít. Bắt mic rất là nhẹ nhàng cho anh em nhé. Và trong này thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho anh em. Đặc biệt thêm một cái nữa đó là ngoài việc các bác anh em sử dụng cái nguồn adapter 12V thì chúng ta còn có thể sử dụng cả cái sạc điện thoại để sử dụng nguồn cho em mic này luôn. Đây các bác nhìn này, đây là nguyên hộp của nó, đầy đủ phụ kiện nhá. Các tay mic này, tay mic rất là đẹp, anh em thì nhìn cái tay mic, cái hình thức khá là đẹp đúng không ạ? Thân kim loại, chuôi mic này, chống lăn này. Ở đây nó có tặng cho bác anh em một dây USB Type-C để các bác anh em có thể cắm cái sạc điện thoại 5V để có thể sử dụng cùng luôn. Tìm không may trong trường hợp ví dụ như anh em để đi làm sâu sự kiện mà để quên dây ở nhà, hoặc là trong trường hợp không may nó bị cháy cái nguồn này, đây có thể cắm trực tiếp vào cái đầu 5V này để sử dụng bình thường luôn. Đây phía sau con này có cổng ba lăng ra luôn, đầy đủ cho ba anh em nhé. Bốn dầu, hàng chính hãng được bảo hành 24 tháng, và giá bên em đang khuyến mại rất sâu cho ba anh em. Một bộ mic có chống hú mà chưa đến 2 triệu đồng, chưa đến 2 triệu đồng đâu các bác nhé. Anh em phải giúp em. Đây là Lưu Sao Mi 3 Pro, hàng chính hãng bảo hành 24 tháng luôn. Và anh em có nhu cầu về mẫu mic Lưu Sao Mi 3 Pro này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em nha. Và các bác anh em nhớ giúp em là micro Mi 3 Pro này có tích hợp chống hú, có thể tắt mở tùy cho anh em được nha. Đấy, các bác có thể thay đổi các mức độ chống khác nhau thoải mái cho trong không gian gia đình mình luôn. Và anh em đang xem video có nhu cầu thì anh em trực tiếp qua số điện thoại bên em, và đừng quên ủng hộ cho chúng ta và đăng ký kênh phía bên dưới nhé.